Căn chung cư cũ trên lầu 2, đối diện lầu nhà tao có đám thanh niên dân xứ tỉnh. Nghe đâu gần Cà Mau, biển số xe 94 hay đậu đại qua nhà tao. Nhìn dáng bất cần của mấy thằng này như kiểu bước ra từ nhà lao. Thằng lồn xóm tao, giọng miền Tây như dân ngoài chợ lớn. Ông già tao nói mấy thằng cù hồn này chắc cho vay còn nợ lớn. Thôi mày né nó ra giùm tao để không lâu ngày gặp chuyện. Sớm bên kia vừa có thằng cũng vì cái miệng mà nhập viện. Mới hôm trưa kia tao thấy có thằng lạ lạ đứng ngoài cửa, trên tay thì xách theo bịch ni lông, cử chỉ không như mọi ngày nữa. Một lát sau, cửa mở với tiếng nhạc mạnh từ trong ra. Mình nhìn cái cách mà nó chào nhau như cái văn hóa từ chồng bà. Lùng xuống tao, nói cái gì đồ ngon và máy lạng. Không lẽ cả đám nó bán thuốc bắc mà nhìn như dân đi lấy mạng. Rõ ràng nó đốt cái thứ gì lên rồi hô lên hàng hiệu. Tới khi ra về thằng kia nó cầm sắp tiền trên tay là bạc triệu. Khi màn đêm vừa buông xuống tao thấy nó ngồi ngoài ban công. Cái dáng gầy gò đầy hình xăm, hai bên tai thì mang bông. Có thằng thanh niên tóc dài sọc đổ một đống lên bàn rộng. Mấy bản nhạc rap và tiếng điếu cày từ đó suốt đêm cứ vang vọng. Cả con hẻm quanh nơi này từ lâu đã yên ấm giấc, thì chỉ duy nhất ánh đèn căn hộ tụi nó vẫn chưa được bấm tắt. Nó sống không giờ giấc kiểu như đồng tiền đã nắm chắc. Tao nghĩ giấc sáng là lúc nó buông cơ thể trở về và nhắm mắt. Phiêu trên con xe ta đi hết tối qua, mong sao cho mày tìm thấy lối ra. Không không sao mình không thôi tha, khi xung quanh đang bao vây thì ta là soi mà. Phiêu trên con xe ta đi hết tối qua, mong sao cho mày tìm thấy lối ra. Không không sao mình không thôi tha, khi xung quanh đang bao vây thì ta là soi mà. Một ngày đẹp trời tao thức, nghe tiếng nhạc còn vang. Thằng lầu xóm tao vẫn còn chưa ngủ khi thành phố đã gần sáng. Chiều hôm qua có nghe nó nói về thứ được tính bằng lạng. Xong nó khoác cái áo, đeo cái túi, chạy ra đường hồi chạng vạng. Nó và mấy thằng bạn nó liều cái mạng chó. Tụi nó buôn khá nhiều cần sa trong một thành phố nhỏ. Tao nghe tao nói về kinh doanh, về tiền bạc, về ý tưởng, về nhạc rap và những cách truyền đạt. Yeah. Sao? Bữa nay có ông chị muốn nói nè. Xong đợt này cho em gút anh này. Thấy nặng nề quá. Càng lún vô thì càng đi vô sâu thôi. Không có kết cục gì tốt hết cho em gút. Mà một phần giữ lại, em cũng muốn chơi nhạc. Mà thôi, em suy nghĩ kỹ à. Chắc là xong đợt này em gút về quê ổn định chắc rồi, tính tiếp. Yeah. Thằng lầu xóm tao vẫn còn ngoài đường lúc gần sáng. Chính là lúc tụi mày đang ngủ, nó thì có thứ đang cần phải bán. Nó nói với tao nó muốn làm ông chủ, vốn thì không đủ, nó phải buông thêm một thời gian. Nó mong cuộc đời này không phủ. Và khi ánh đèn vàng dần tắt, gà bắt đầu gáy, thằng lầu xóm tao bắt đầu chợp mắt. Khi thành phố này bắt đầu dậy, và khi ánh đèn vàng dần tan là lúc tiếng người đều còn than. Trong giấc ngủ nó còn mơ thấy có người thì thầm ngoài hành lang. Yeah. Phiêu trên con xe ta đi hết tối qua, mong sao cho mày tìm thấy lối ra. Không không sao mình không thôi tha, khi xung quanh đang bao vây thì ta là soi mà. Phiêu trên con xe ta đi hết tối qua, mong sao cho mày tìm thấy lối ra. Không không sao mình không thôi tha, khi xung quanh đang bao vây thì ta là soi mà. Còn thằng cứa trong khu tàu mới đúng là kỳ. Ít khi chữ thề nói tục, nhìn bản mặt cũng khá là lì. Quần to áo rộng, tóc thì cắt cho luôn cả mắt. Tụi nó ở chung nguyên một lũ, buổi sáng thì ngủ và chỉ ra đường khi nắng đã tắt. Mới đầu đoán là mấy thằng này không phải dân hiền nè. Bộ dáng như tên sậu khám buôn hàng vận chuyển kiếm vài phân tiền. Nhìn điệu bộ thì cũng kiểu ngộ đời, nhưng mà ít khi nào biểu lộ. Mà nghe phong phanh là con cán bộ, nhưng theo giang hồ ra ngoài chịu khổ. Nhà nó liên tục có người ra vô, mà ngó thằng nào cũng như Marco. Nhìn vô là biết bọn ác, như gặp bà con là ngoan giả bộ. 4:20 có thằng alo, thế nó bỏ đồ vô trong ba lô. Một bát thiệt lớn thuốc bắc chưa khô, để nhanh chóng phóng đi ra xa lộ. Wow. Quy củ liều thì ăn nhiều hy hữu, có thu thì chi đủ. Nó kiếm tiền khi mày thức, kiếm tiền kể cả khi mày đi ngủ. Tính toán khi chi thu, chỉnh chu khi thu nhạc. Nó nói với tao đã rap thì rap.
rap cho đủ ác, luôn là người thủ ác. Thằng lầu sơn tao sao trông không giống mấy thằng khác. Muốn chiếc xe đã đi qua đi giữ đi anh.